Dạ, gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nó còn mình nó bán rồi mình nó thu luôn đó. Mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí mới biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời ơi, hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Xin mời gia đình bên đàn gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Đúng rồi. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thị Ngọc Mai. Mình hiện tại là 25 tuổi và quê mình tại Đắk Lắk. Em làm telesale bên mảng về dịch vụ tuyển dụng. Hiện tại em làm ở quận 1. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và bạn nữ bên kia. Rồi, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Long, 25 tuổi. Sao hồi hộp vậy? Dạ. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên bán cà phê em. Cái gì đâu mà hồi hộp, nhân viên người ta phải thoải mái lên, tự tin chứ, đúng không? Dạ. Chị hỏi nè, cái cà phê á, em là nhân viên bán cà phê cho người ta hay dạ, là gia đình em có quán cà phê? Dạ, gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nó còn mình nó bán rồi mình nó thu luôn đó. Dạ. Dễ thương á. Mai, em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em chắc là em làm telesale nên chắc là em hay nói nhiều, với lại có thể là nói nhanh một xíu. Em có cái tật xấu nào không? Có ghen dữ lắm không? Em thì em có ghen, nhưng mà ghen có, nói chung mình ghen đúng thì mình ghen. Còn cái gì không nên ghen thì em sẽ không có ghen. Ghen vô cớ. Có nóng tính không? Bình thường thì em cũng ít nóng tính đó. Chỉ khi mà em xúc động quá thôi. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, lại gặp ai cũng nói được hết. Khuyết điểm em ít tài lẻ lắm. Khuyết điểm đó tài lẻ. Khuyết điểm là em ít tài lẻ. Ê, em có mấy mối tình rồi Long? Dạ, ba mối tình anh. Ba mối tình luôn hả? Nhưng mà tài như đơn phương không? Ủa, đơn phương không? Dạ. Em có nói với người ta không? Dạ có chứ. Em nói sao? Trong tin nhắn á, nhắn là em rất là yêu bạn đó. Bạn đó cũng vẫn nhắn lại bình thường thôi, nhưng mà bạn không có vô vấn đề là tình yêu anh. À, tức là tỏ tình mà không được. Dạ, đúng không anh? Nhưng mà đó giờ em có nắm tay một người con gái nào chưa? Dạ, dạ có. Có rồi, có hôn người con gái nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn đó. Thấy chưa, thấy bên đây cho ta còn tinh nguyên không? Còn mình thì sao? Mai, em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình cách đây khoảng 2 năm rồi. Là một mối tình duy nhất, quen được bao nhiêu lâu? Một em quen thì cũng được khoảng có hơn 3 tháng thôi chị. Lý do chia tay? Do là khoảng cách địa lý, với lại bạn đó về quê lập nghiệp luôn đó chị. Bây giờ thì có điều kiện rồi đó, hai bạn ở chung một thành phố luôn. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Long? Dạ, nửa yêu thương là cần cao 1m55 trở lên. Rồi không có mà đu đòi quá, mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em gặp em thích là em... Gặp thích là thích thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi. Còn em? Em, người mẫu lý tưởng của em thì cao hơn em thì tầm khoảng 1m65 hoặc là 1m7 trở lên. Có luôn. Em không thích bạn trai em bụng to quá, là bình thường thôi là được rồi chị. Thì em dạ, không thích cái điều gì ở bạn trai về tính cách? Về tính cách thì em không thích bạn trai ba phải. Đặc biệt là không thích con trai hút thuốc lá chị. Không thích con trai ba phải. Dạ. Không thích trai hút thuốc lá luôn. Dạ. Bên này không có hút, để bán cà phê, uống cà phê thôi. Dạ. Uống cà phê được không? Dạ được, nhà em ở Đắk Lắk nữa. À. Nhưng mà cà phê thì em cũng đi làm thì cũng uống cho nó tỉnh táo tỉnh xíu thôi. Dạ. Em ơi, nếu như mà bên em với bên đây đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu chúng ta có thể tiến tới được? Dạ, nếu mà phù hợp thì khoảng tầm 1-2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào? Nãy giờ nghe giọng nói. Em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát, thành ra là ba dạ, mối tình đều là đơn phương hết luôn đó.
bà mối qua coi coi được không nè. Bạn nam ơi, dạ. Em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào? À, dễ thương, theo em nghĩ là bạn nhỏ con. Em nghĩ bạn này cao hay lùn? Theo em nghĩ là cỡ 1m58. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông dạ. Ơi Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Đẹp trai à, em này đẹp trai lắm à. Đúng rồi. Có duyên á. Đó, em không thích điều gì ở bạn gái? Thấy ví dụ thấy người ta mua gì ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả? À, em không thích. Mà em đi với ai hôm nay? Hôm nay em đi với bạn. À. Bạn thân. Dạ em chào hai MC dễ thương. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên Minh, là bạn của Long. Thì theo mình thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Theo mình là bạn hiền. Dạ. Hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi. Dạ, nên bấm nút cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em đi với em. Hôm nay em cũng đi với bạn thân của em. Dạ, xin phép chào hai MC cùng với lại bạn Long cùng với lại quý vị khán giả đây. Dạ, em xin phép tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, là bạn thân của bạn Mai. Bọn em là hàng xóm với nhau, là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ. Hiện tại trước đó Thanh Long có nói là Long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê. Hiện tại bên em là phố núi, đây là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại chị Bếp Anh nhận xét về bạn Nam. Hiện tại là bạn khá là hiền. Tại nếu mà có nhu cầu thì hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Long. Quà em cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là khăn tròn cổ em tự đan á, em mong là anh sẽ dùng nó những khi trời lạnh. Rồi, ok. À, anh nãy giờ thì chia sẻ thì em cũng chưa có rõ hình mẫu lý tưởng của anh á. Thì không biết là anh muốn một người phụ nữ, người yêu hay là người vợ của anh á thì như thế nào? Mà hình mẫu của anh là không có đua đòi, với lại biết làm công việc nhà tí thôi. Nói chung việc nhà thì em cũng biết làm. Nói chung là khi ví dụ chúng ta mà tiến tới được với nhau á, thì ví dụ như là em là việc nhà thì em cũng mong là anh có phụ giúp việc nhà cho gia đình á. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về đua đòi thì anh yên tâm, em không phải là người phụ nữ đua đòi anh. À. Em thì em thích một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nói chung là biết đối nội đối ngoại. Nhưng mà em vẫn mong muốn là anh hướng về gia đình nhiều hơn. Rồi cũng muốn anh là người chính trực. Anh có lập trường vững. Đúng rồi. Với lại có ý chí. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí với biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Rồi mình hẹn hò sao đó Long? Nói cho bạn gái biết đi, tuần mình gặp nhau thế nào đó. Ví dụ như em rảnh ngày nào thì em cứ nói anh, rồi anh anh lúc nào cũng thời gian anh cũng rảnh. À, dạ. Nhưng mà em biết không, nhiều khi mình phải có cái nhu cầu của mình nữa. Đâu dạ. Phải là bạn gái rảnh thì là, hoặc là muốn gặp em á, thì em mới đến gặp đâu. Em phải có cái mong muốn là em muốn gặp bạn gái. Thì là lúc đó bạn gái có dành cái thời gian cho em được hay không đó. Dạ. Thì một tuần em rảnh khoảng bao nhiêu ngày? Một tuần thì hiện tại em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Em làm từ 8 giờ sáng tới khoảng 7 giờ tối. Thì còn sau giờ giang đó thì em rảnh. Sau thời gian đó thì em muốn mình có thể gặp nhau, còn hoặc thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng được. Rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì mình ở đâu ha? Dạ tương lai chắc ở nhà em, nhà anh á. Được đó, đó là vậy em... mới được ở nhà anh đó, thì em thì vậy. Lấy chồng thì chồng ở đâu thì em theo đó. Dạ. Nếu mà tiến tới được hôn nhân á thì anh thích trai hay gái, với anh thích bao nhiêu đứa? Theo anh nghĩ á, con cũng như nhau, cũng như trai gái đồng cấp nhau hết. Đó, à, quan trọng đó là con của mình vậy, đúng không? Con của mình thì yêu thương với anh. Anh thấy em thì đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm về người mẫu lý tưởng của anh? Khoảng chắc 80%. Em mong là anh sẽ tự tin và chủ động hơn một xíu. Dạ, em thấy anh thì khá là hiền. Rồi bây giờ giao lưu văn nghệ chút rồi bắt đầu mình tiến hành bấm nút nha. Em thì không có tài lẻ nhiều, thì thôi em cũng hay hát, thì hát cũng hay lắm, thì thôi em tặng mọi người một bài Hơn Cả Yêu của Đức Phúc.
Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Dạ, chị thấy ạ. Cảm giác trong em bây giờ hơn cả yêu rồi đó. Bây giờ trở về ghế đi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn. Sau một cuộc trò chuyện và trao đổi cũng như góp ý của bạn bè, chúng ta tiến hành bấm nút, hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi, cái cặp này bấm rất đồng điệu, rất là nhịp nhàng luôn. Rồi, chúng ta nhau đi Long. Ngày mai chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ thì Long có thể nhìn về màn hình, có thể là gia đình của Mai đang xem. Và mình xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò và hứa với gia đình cái gì đó nha. Dạ, xin phép cô chú với con với lại Mai hẹn hò với nhau ạ. Con sẽ chăm lo cho Mai với lại cho Mai được hạnh phúc ạ. Sau này để anh mạnh mẽ lên để chủ động rủ em đi chơi. Rồi lo cho em các kiểu. Đúng rồi. Rồi hôn coi nào. Rồi, chúc mừng các bạn. Hai đứa đi đỡ uống cà phê. Long. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai đó mà anh tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng không độ. À được. 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Hồi đó em nhát lắm. Giờ quen nhau được 1 năm mà chia tay. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi em chào anh. Rồi chào em. Anh tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Này đó hả? Thích yeah. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân 2 trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tùng Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung dạ, học hay em, là... Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào em. Bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai đó mà tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc. Em trai, em dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao. Không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao tình duyên sao được mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng 2 mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Hồi đó em nhát lắm.
quen nhau được 1 năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ, mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ, em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình á, em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng sao phải không? Cái này được đó nha. Châm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ, em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió. Rõ ràng em không có cái gì hết trơn, không mưa gió gì cả. Mệt mỏi, ừ. Biết đâu có em dạ, gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Anh trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi bạn. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân với tất cả mọi tổ chức giờ bên đàn gái và ảnh. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi, đóng mấy vai phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, Vai Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì... bên kia múa. Bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi ta em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. Em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng vậy. Bây giờ nè. Bạn này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó.
coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị máy quay bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em biết từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi. Lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ ai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống hành phí. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Thì anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao đút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Vân ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3 năm á, anh có đánh đôi nhịp nào không? Có không anh? Anh phải đổ môi hộp hết trơn rồi đó. Mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà, mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trước ngang của mình thế nào. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị ở tại trường quay ạ. Em chào bạn nam ấy kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An và hiện em tại em làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp. Và sinh sống ở Gò Vấp luôn anh. Em làm về gì? Dạ công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À kinh doanh quảng cáo bên kia ngân hàng được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè. Cũng dễ thương nè. Vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có cân nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì là
Tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? À, em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được chứ, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đánh giờ nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi, ơi 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh giờ nhịp nào không? Có không anh? Anh đổ môi hột hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo, phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên này đó em gái. À, bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi, những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác. Và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? À, em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em á là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? À, hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? À, tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Ừ. Với lại bạn ấy quá bận. Ừ. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng mà bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta. Dạ. Rồi dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm thì tại. Dạ. Sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công Giáo anh. À, bên bạn gái kia có đạo không? À, em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt. Cái này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất mới 2 năm tay, luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? À, em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn? Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng. Cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn dạ. Gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn, dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Còn em sao, em hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. À, em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ, ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Ừ. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? À, không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà nhận vũ phu? Em ăn hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Ừ. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Ừ. Dạ. Anh chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương, xinh xắn. Đó, ta tự tin. Dạ. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? À, thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân nói nhiều có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó, nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, đúng vui rồi. Vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ, đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu, em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân.
Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với họ nhà gái bên này. Em là bạn thân của An, thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này, bạn An nói đó thì đúng như vậy luôn. An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng, nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc nó mới nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét, bạn nữ bên đó rất xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin, nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào, hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền é. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á, thì mỗi lần em mua món gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội yếu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Đấy. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. À con sao ạ? Thì anh thấy em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho êm đẹp. Chứ anh là một người rất là có chính kiến. Yeah. Anh thì cũng có hiểu, nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi, thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được, mẹ em sai mà anh bênh em cũng được, cái gì mình làm đúng thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa, còn 30 giây nữa, bạn trai muốn nói gì với bạn gái, có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng, có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây bắt đầu đi em. Cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi kết quả sẽ biết. Rồi trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào chút bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. Rồi chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. Em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, tình cảm. Nắm tay thật chặt luôn nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có em. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi dễ thương quá. Trời ơi thả thính dễ thương như sợ. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Dạ không ạ. Chứ đừng để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Cái này là không để tóc luôn được không? Như vậy là có nghĩa là được rồi. Em mới thích ăn bánh kem không? Dạ em cũng làm cho một công ty bánh đó chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi coi như hai bên ngọt ngào. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào
bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? À. Không được. Dạ, em xin lỗi chị Hồng Vân. Vậy là thật rất được đúng không Vân? Rất được. Như vậy dạ, là em đã quán được. Em ở Bến Tre. Dạ, còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Rồi được lái xe là lái xe riêng hay lái xe em lái xe công ty. Lái xe công ty, tức là lái xe gì? Dạ, tải có du lịch cơ. À, còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia, em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được, là nhiêu tuổi được? Dạ, em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không chị. Đối với Được thì cái gì cũng được hết. Ừ, em làm gì lắm? Dạ, em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là Được ơi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ, em cũng làm cho một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi, coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông. Hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh. Em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À, còn Được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc. Còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì cái gì em cũng biết chút chút thôi. Chứ gì không biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu hả. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất của em cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm rồi. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau. À, xa mặt cách lòng. Rồi còn bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cách lâu rồi? Cũng 2 năm mấy, gần 3 năm. À, dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Thế cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Ta nói lái xe là hay đi đây đó, có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Thì dạ không ạ. Chứ đừng để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Mà cái không có không tóc để tóc không? Luôn được không? Dạ thôi không hết đồ hói. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, chung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó. Chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. À, bạn trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Ảnh hiền khô à. Dạ. Nha. Vân qua coi đi, hiền lắm. Dạ, chào em. Chào em. Dạ. Em ơi, em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ, hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với được cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị, thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà
thích một người nam á, mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ á, thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màn á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, với cô em. Xin chào hai MC, tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái à, nên cô mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ thì đi mở rào đi để cho hai bạn đúng tự rồi tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nhỏ nhỏ. Trời ơi, bánh trao qua rồi gọi là rau câu nhận lại. Cái này là từ tay em đổ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn này là gì em? Này là gì? À, cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nhỏ nhỏ với em ạ. Anh thấy được không ạ? Trong đây em có 3 lá thăm, anh bóc rồi anh thực hiện theo cái yêu cầu trong đây được không ạ? Nó khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc 1 trong 3 hát không? Có một thử thách nhẹ với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, cũng là bí mật. Dạ, gia đình biết. Rồi còn gì nữa không? Bóc thêm lá nữa đi. Nè, anh muốn tham gia nữa không? Nữa. Nè, em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh Tài. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó cái gì? Trời ơi, khó cái gì? Cái này mà có cái gì đâu mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Trứng rán cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn kế. Anh ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nói gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh ơi. Nó bỏ qua cho anh. Rồi thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không? Hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được? Đó, tin chưa? Dạ. Bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một cái điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em à? Hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy chưa? Mình làm không được, mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó. Nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được. Cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhau ở công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Vậy nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm, bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi, em cũng muốn có nhiều. Nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt không? Khuôn mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm được rồi đó. Hả?
Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi. Nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên. Có gì thêm vô. Đây nè, ta cứ về nè, rủ rỉ. Cứ về đổ dầu vô lửa. Nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời. Thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái phép ấy. Dạ, định. Dạ. Trời, hôn cái hôn liền thấy không? Kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn hôn liền à. Dạ, này dễ làm hơn hát. Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi á. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Sao trong cuộc đời này có những người hiền đến mức như vậy? Đúng là như vậy thì họ khó tìm được một nửa yêu thương của mình lắm. Thì đó, với cặp đôi này tự nhiên mình thấy cái vai trò của mình á, mình cần phải làm những cái điều như vậy, đúng không Linh? Đó, mình theo cái nghiệp này là quá đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chỉ còn coi như nếu như các bạn có một cái lời trợ giúp á, là anh Linh, chị Vân ơi, đi theo tụi em thì mình sẵn sàng trồng cỏ nha. Đúng rồi. Ok, yeah. Yeah. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng, ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình kiểu gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. 1m74 trở lên. Cô này cao quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Là đứng trên ghế á. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí á. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn. Thì anh ok không? Đẹp trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. À. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn. Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lái tàu đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À. Còn em? Em chào chị Hồng Vân ạ. Ừ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu?
Hiếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng, hay là nghiện bia, nghiện rượu, hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan, nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi, bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là kiểu gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ, từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa, quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau, nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội, nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi, mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à? Mà tại lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt, anh cũng rất là lạ. Đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay, và cuối cùng chia tay được, người ta giống thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào. Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ấy sẽ, thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc phải 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 cô này trở cao lên. Quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, hiền lành. Biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt, tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí, chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Mà em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới đúng rồi, hỏi người thân đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính,
Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn. Còn em đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát ấy, thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là cũng hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau là rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn, tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì là nó là một cái bánh kem ý. Nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Một bạn cao mà đi giày cao gót, em tâm ra thấy hơi để bên kia, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy, nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? Mình tên là Thịnh. Thịnh, mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên rèm thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào, các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá, sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè, với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay ạ. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn, thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu giờ, mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi, đó, bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử?
trước hôn nhân. Rất cảm ơn anh Quyền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó, nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia. Thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó. Nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô níu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất chi. Được rồi. Trời mất khí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò và đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoáy đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói thì em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Đúng rồi. Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoay bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Hoa nè. Em cảm ơn chị.